10 triệu. Ừ. Cái tên nó thần kinh hay sao vậy? Em mới là người thần kinh đây nè. Vậy em không lấy mới tức chứ. Đúng rồi bà xã, sao tự nhiên mình phải đi lấy tiền của người ta. Nè, thêm một người thần kinh nữa đây nè. Ở với anh riết nhiễm cái máu từ bi của anh. Tính em hồi đó giờ đâu phải là vậy. Nhưng mà không được. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Đây là lộc của trời cho đó ông xã. Em không thể bỏ qua. Còn nước còn tát. Vết thương này ngày mai sẽ đi bác sĩ. Em chụp hình x-quang, x-ray gì em làm đủ mọi thủ tục. Lấy cớ bắt nó bồi thường. Trời ơi, thôi không được đâu bà xã ơi. Em đâu có bị gì đâu. Sao bắt người ta phải bồi thường mình chứ. Thôi đi ông xã. Trái đất này còn sót lại có mình anh thôi đó. Hòa đồng với mọi người đi cho em nhờ. Mà nghĩ lại em bực mình lắm. Ông trời tại sao lại bất công như vậy. Người vừa phách lối, vừa kiêu kỳ, lại giàu có như vậy. Còn trong khi đó hai vợ chồng mình nè, em thì đầu tắt mặt tối. Còn anh thì cũng cố gắng tìm việc làm. Có thấy gì đâu, nghèo vẫn nghèo. Bà xã à, sao tự nhiên mình lại trách ông trời bất công với mình vậy? Chứ không phải hả? Người tài giỏi như anh nè, hồi đó anh đạt bằng cử nhân loại U, đúng không? Đáng lẽ bây giờ anh phải lên làm giám đốc, hoặc là giám đốc của giám đốc. Sao lại không vậy? Bà xã. Gì? Sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa đâu. Anh báo cho em tin mừng nè. Anh vừa mới nhận điện thoại mời anh 20 này đi phỏng vấn rồi đó. 20? Ừ. Ủa anh xin vô công ty mới nữa hả? Không, Tập đoàn Thực phẩm Phương Đông. Cái gì? Công ty mời anh phỏng vấn lại hả? Đúng rồi, 20 này nè. 20? Bữa nay ngày 10 rồi. Ừ. Thì còn 10 ngày nữa hả ông xã? Đúng rồi. Trời ơi, anh thấy em nói hay không? Trong cái rượu nó có cái mây mà. 10 ngày nữa. Mình phải cố gắng lên nha ông xã. Không được thất bại nữa đâu. Phản bội, đồ xấu xa. Anh lấy ai cũng được, bất kỳ ai cũng được. Sao anh lại lấy con nhỏ dịch bầu đó chứ? Anh có biết anh làm tôi mất mặt không? Hai người lại còn giàu có, phong độ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh có biết anh phản bội tôi không những 1 lần mà đến 3 lần không? Anh hẹn hò với con dịch bầu là anh phản bội tôi 1 lần. Anh đi lấy con dịch bầu đó rồi anh phải mời tôi lần nữa. Giờ anh còn sống vui vẻ sung sướng bên con dịch bầu đó, anh lại phải bỏ tôi thêm 1 lần. Anh đúng là tên xấu xa mà. Tôi phản bội. Tại sao ông trời lại chế treo cho tôi gặp anh chứ? Là đồ bạc tình mà. Anh không có thích thắt cà ra vát. Còn giận em chuyện hôm qua hả? Em xin lỗi nha. Thật sự thì em đâu có muốn đâu. Tại Mai Chi tự ý làm như vậy mà. Em biết làm sao đây. Tại sao Mai Chi đến đây gặp em? Tại sao cô ấy năn nỉ em? Thì là chuyện của phụ nữ thôi. Anh biết làm cái gì. Em lại không biết tính của Mai Chi sao? Nếu không có chuyện quan trọng, cô ấy đến năn nỉ em sao? Em nói đi, Mai Chi đang gặp chuyện gì? Em đâu có biết đâu. Mà chuyện của nó tại sao em phải trả lời? Em biết mà không nói phải không? Thật sự là em không biết. Có phải hai người hay gặp nhau không? Địa chỉ của Mai Chi ở đâu? Anh hỏi làm gì? Anh muốn gặp nó hả? Chứ chẳng phải cô muốn tôi gặp Mai Chi sao? Anh à, em đâu có cố tình đâu. Đủ rồi. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cô cũng không nên đối xử với bạn bè cùng lớp như vậy. Cô làm tôi thất vọng quá. Anh à, Tuấn Dĩ. Mai Chi, em đang gặp chuyện gì vậy? Giờ này em đang ở đâu? Trời ơi, trời ơi, tìm được mày, tao mừng quá, muốn một hơi luôn à. Sao mày biết tao ở đây hay vậy? Thì thấy mày buồn hay ra đây, tôi mò ra đại, mà hên quá trúng. Yeah! Đã quá. Vụ gì vậy? Hả? Thì tao nói với mày trong điện thoại rồi đó, tao sẽ bỏ cuộc. Mai Chi mà bỏ cuộc hả? Tại sao? Tại vì trước đây tao tưởng có một mình Hoa Hậu thì tao sẽ cố gắng. Tao đâu có biết xuất hiện thêm Tuấn Dĩ đâu. Làm sao tao chống lại nổi. Hiểu rồi. Biết có người bây giờ á đang cảm thấy ruột gan rối bời hết trơn, khó xử lắm không? Thấy ta đẹp trai quá, bảnh bao, thành đạt nữa, tiếc nuối, ân hận rồi phải không? Vậy mà La hiểu tao. Tại sao tao phải ân hận? Tôi thấy có đó. Chứ không phải hồi xưa á, mày lấy Đại Phong á là để trả thù Tuấn Vĩ sao? Đúng không? Đừng có dối. Đặc biệt là đừng có dối bạn mình ha. Nhưng mà đó là chuyện của hồi xưa. Còn bây giờ Đại Phong là chồng của tao, tao chỉ biết một mình ảnh thôi. Nói nghe hay lắm. Hỏi thiệt nha, mày còn yêu ảnh hả? Đương nhiên là không rồi. Xạo. Đừng có dối lòng ơi. Thấy ảnh một cái là coi như dũng khí của mày tan biến hết trơn rồi. Khuyên thiệt nha, quyết tâm lên. Không có nó thì thôi, mà có nó thì phải càng quyết tâm để trả thù. Cuộc sống là vậy á, ráng lên, bước tới mà đi. Thôi, vui lên, ráng lên, đừng có buồn nữa. Bữa nay tao tới đây á, ngoài việc là ăn ngủ với bạn bè ha, tao còn giúp mày, cho mày một cơ hội. Cơ hội gì? Nhớ tao dặn nè, ngày 15, ngày 16 mày tới mày gặp bà Lý Trang, mày mặc cho tao một cái áo màu đỏ ha. Tới là mặt tội lên, năn nỉ nhờ bà giúp. Tao bảo đảm với mày, mày sẽ được bà giúp hết mình luôn. Rồi sau này á, tương lai của mày toàn là bà giúp không, mày sẽ thành công đó. Thôi đi mẹ ơi, chị không có đơn giản như mày nghĩ đâu. Ê con điên, mày có biết là bạn của mày cực khổ lắm mới tạo được cơ hội này cho mày không? Hả? Còn nói cái giọng đó nữa. Hôm nay ngày mấy rồi? Nay 14. Vậy là ngày mai đó hả? Ờ. Thôi tao không đi đâu. Sao vậy? Tâm trạng tao không có tốt, sao tao gặp bà được? Nè, tao nói cho mày biết nghe chưa, cơ hội trong cuộc đời mày á, không phải cơ hội nào cũng đẹp như lần này đâu. mày suy nghĩ đi nha. Còn bạn bè á, giúp hết mình vậy thôi, mệt ghê vậy đó. Cậu coi giùm tôi coi xuất hành ngày nào thì tốt cậu. Ừ, tôi nói nhớ nghe. Dạ. Đây nè, nhớ cho kỹ. Đông Bắc thì sẽ sinh khí dồi dào. Dạ. Tây Bắc á, đem lại đại cát đại lợi. Dạ. Tây Nam á, thì cho mình sức khỏe dồi dào. Dạ. Ha. Nhưng gia chủ tuyệt đối nhớ không được đi hướng chánh Bắc hoặc là chánh Nam. Bởi vì đi hai cái hướng này gia chủ sẽ gặp những cái chuyện bất lợi, những cái điều không may mắn và tai họa bất ngờ sẽ đem lại cho gia chủ. Không có tốt. Sao mà ghê quá vậy trời. Cậu, rồi lỡ mình đi lộn sao? Yên tâm, ở đây là tôi làm là tôi bảo hành cho khách hàng luôn. Dạ. À, vẽ sơ đồ đầy đủ. Dạ. Không có chui lộn hướng đâu, đừng có lo. Dạ, dạ, dạ. Vậy thì tốt quá. À, tiện đây á, cậu coi giùm tôi coi cái ngày nào thì tốt cậu. Theo như tôi thấy á, thì trong cái tháng này ha, đặc biệt trong 7 ngày sắp tới, gia chủ tuyệt đối không có làm những cái việc hệ trọng, không có quyết định đại sự. Tức là 7 ngày tới là những cái ngày xấu. Mình tuyệt đối không giao dịch, mua bán hay cái gì hết. Nó không tốt cho mình. À, đặc biệt tôi nhắc nhở, không được mua sắm. Ý, dù là mình ham muốn lắm nhưng mà tuyệt đối ngăn lại. Trời ơi, ha. Trời. Chết rồi. Ngăn cái gì thì ngăn được, chứ mua sắm là trời ơi không thể được. Khó quá. Mà đâu nó tới 7 ngày lận, làm sao mà tôi kềm chế nổi. Cậu ơi, có cái cách nào mà giải được cái hạn này không cậu? Có chứ. Trời ơi, gặp thầy nào khó chứ gặp tôi là giải được hết. Vậy thì tốt quá. Cách nào cậu nói mau đi. À, như vậy. Rồi 15, 16 duyên đưa đẩy, người khó gặp nguy đến tìm bà, giang tay giúp đỡ tạo ơn đức, phúc đức đầy nhà, cố mà nên. À, 4 câu thơ này có nghĩa là có một người gặp nạn, dạ, sẽ tới nhờ bà giúp đỡ. Dạ. Và cái người này bà nên giúp, bởi vì sao? Người này sẽ đỡ bớt cái nạn cho bà. À, và người này sau này sẽ đem đến tài lộc cho bà. Trời ơi, may mắn phúc đức quá. Ủa, nhưng mà làm sao mà biết cái người đó là người nào? Nam hay là nữ? Làm sao mà phân biệt được cậu? À, theo như tôi thấy á, bằng trực giác, bà là người thích màu đỏ, đúng không? Dạ đúng rồi cậu. Thì cái người này sẽ xuất hiện trước mặt bà với một chiếc áo màu đỏ. Màu đỏ? Khi bà gặp được người này á, thì bà rất là cảm tình. À, người đó sẽ là người bà mong đợi. Lần nào lỡ nhà bỏ đi đâu biết, chứ nợ mà cứ đi hoài. Mai Chi, Mai Chi. Trời ơi, cô giỡn với tôi hả? Cô định chạy trốn tôi hả? Em giỡn với chị mà, em thấy chị còn khỏe, tính chạy vòng vòng. Tôi mệt lắm rồi, cô cứ giỡn hoài hả? Tôi nói cho cô biết nha, cuối tuần này á hả, mà cô không trả tiền cho tôi hả, cô dọn nhà đi đi. Kìa chị giỡn với em hoài, em biết chị thương nghe làm sao đuổi em đi được. Thấy hoàn cảnh cô khổ vậy á, thì tôi cũng tội nghiệp. Nhưng mà giờ tôi biết làm sao bây giờ. À, mà chồng cô á, kiếm được việc làm chưa? Trời ơi, em quên nói chị nghe một tin mừng. Anh Đại Phong chồng em sắp tìm được việc làm ở một công ty lớn. Sắp tìm được? Dạ. Rồi chừng nào có tiền? Chiều nay. Thiệt, tôi tội nghiệp cho cô quá. Cô vậy á, mà gặp chồng thiệt á, không xứng đáng tí nào hết. Cô nghe đây ba. Con học nấu ăn tới đâu rồi con? Con á hả? Con học cũng được nhiều món rồi ba. Đọc món gì kể ba nghe coi nè. Dạ con học được sườn cừu sốt rượu vang. Rồi cá hồi nướng phô mai. Rồi rồi mực bột nắng nướng muối ớt. Với lại cocktail trái cây nữa ba. Chà, toàn món lạ không ha. Về mừng thử cho ba ăn nha. Chết rồi. Cái gì chết? À không, ý câu nói rằng những cái món đó rất là mắc tiền, cái nguyên liệu đó mắc tiền lắm ba à. Bà cũng phải làm nhiều mới quen tay chứ con. Ừ, thôi để bữa khác con nấu bà ăn được không? Hôm nay con bận rồi. Được rồi, con phải ráng học đó nha. Dạ. Uống trà đi. À, cảm ơn. Bữa nay bà tới đây làm cái gì? Ờ, Hoa Hồng, chuyện hôm qua bà cho tôi xin lỗi nha. Tại sao phải xin lỗi? Mà tại sao hôm qua bà lại bỏ về? Hình như tôi thấy bà khóc hả? Sao vậy? À, đâu có gì đâu. Tại vì tôi bất ngờ quá. Ủa, mà sao hai người là vợ chồng mà bà không nói cho tôi biết? Bây giờ biết rồi thì sao? Có chúc mừng cho tôi không? Chúc mừng hai người. Hy vọng đó là những lời thật lòng của bà. Bà nói gì vậy? Tôi thật lòng chứ. Tôi thấy hai người rất là xứng đôi. Cảm ơn. Bà Hoa Hồng, chuyện hôm bữa tôi nhờ bà nhớ nói với Tuấn Dĩ giùm tôi nha. Chuyện đó hả? Thiệt tình thì tôi cũng muốn giúp bà lắm, nhưng mà Tuấn Dĩ nói ảnh rất ghét cái loại người lúc nào cũng luồn cúi xin xỏ rồi dựa vào vợ để xin việc. Ảnh nói mấy người như vậy không được phép cho vô nhà. Tôi đến sai chỗ rồi. Ê, về hả? Còn nhiều chuyện để nói mà, Mai Chi. Cảm ơn bà, đủ rồi. Thiệt tình thì tôi cũng muốn giúp bà lắm, nhưng mà Tuấn Vĩ nói ảnh rất ghét cái loại người lúc nào cũng luồn cúi xin xỏ rồi dựa vào vợ để xin việc. Ảnh nói mấy người như vậy không được phép cho vô nhà. Mai Chi. Mai Chi à? Mai Chi à... Đúng này. Tôi đúng là không có cặp mắt nhìn người nên mới đi qua lại với hai người nha anh. Em nói cái gì vậy? Anh muốn gì? Hả? Tôi hỏi anh muốn gì? Anh muốn đuổi tôi ra khỏi nhà anh đúng không? Cái hạng người chỉ biết xin xỏ nên mọi người khác. Anh tiếp xúc với chồng tôi chưa? Mà dám nói anh vô dụng hả? Anh nhìn lại mình đi. Hả? Anh lấy tư cách gì mà nói người ta như vậy? Tôi nói vậy hồi nào? Em nói gì tôi chẳng hiểu gì cả. Mà cũng đúng, anh thành đạt mà, anh giỏi giang là giám đốc mà. Anh muốn nói con chó thành con mèo cũng được nữa mà. Chồng tôi đến cho anh xin việc thiệt, nhưng mà anh biết gì về ảnh mà đã dám nói anh vô dụng như vậy? Nè, nói cho anh nghe, loại người như anh muốn sách giấy cho chồng tôi chưa chắc là đã được đâu. Em nói gì? Chồng em xin việc ở chỗ tôi đúng không? Rồi sao? Không phải anh muốn như vậy hả? Anh không đắc chí hả? Mai Chi à, anh im đi. Tôi cấm anh kể từ nay không được gọi tên tôi nữa. Nhìn bộ mặt anh bây giờ tôi chỉ thấy ghê tởm, tôi chỉ thấy căm thù thôi. Một con người trơ tráo, một con người thay lòng đổi dạ, một kẻ bắt cá hai tay. Em nói gì? Ai trời tráo, ai bắt cá hai tay? Chính em bỏ tôi, chính em chia tay tôi trước kia mà. Anh im đi. đồ nói láo. Mai Chi, kẻ thù trời. Em Chèo. Chết đi, nằm xuống chết. Đây là cái nhà hay là cái bãi rác vậy hả? Để anh quên dọn cái xong rồi. Mẹ, coi cái ba chơi trò thói dân vui lắm á mẹ. Đang vui mà mẹ, sao mẹ lại khóc? Em à, anh với Sơ Ri buồn quá nên bài trò chơi vui vậy thôi. Có gì đâu mà em giận. Hồi nãy anh nói cái gì? Anh kêu tôi chết đi đúng không? Anh tưởng là tôi muốn sống lắm hả? Anh tưởng sống trong cái cảnh này tôi muốn sống lắm hay sao? Người ta thì có nhà đẹp, có xe hơi, có nhà lầu, còn tôi thì tôi có cái gì hả? Con vô trong phòng chút đi. Ba mẹ nãy giờ đóng kịch cho vui thôi hả? Ba đóng kịch dở á nha. Ba biết rồi. Nghe lời ba, vô trong đi. Em à, sao lại nói mấy cái chuyện này trước mặt con vậy? Hả? Anh làm gì vậy? Đây là cái nhà hay cái bãi rác? Anh với con đang làm cái gì vậy? Thì để anh dọn. Chứ giờ em muốn anh sao? Mình nặng gánh nhiều việc quá thì mình phải vui chơi cho nó bớt căng thẳng chứ. Chứ không lẽ giờ em muốn anh buồn anh đi tự tử chết hay sao? Người đi nghỉ quẩn phải là tôi nè chứ không phải là anh. Sống như vậy anh cũng bắt tôi phải sống nữa hả? Anh về rồi hả? Đi tắm đi rồi ăn cơm. Mai Chi đã tới đây đúng không? Cô đã nói gì với Mai Chi? Anh đã gặp nó hả? Cô trả lời đi. Cô đã nói cái gì? Anh quên rồi sao? Anh nói là những ai xin xỏ lùi cuối không được cho vô nhà mà. Em chỉ làm theo những lời anh nói thôi. Cô triệt cho người ta không còn đường sống, cô mới vui sao? Hả? Chuyện của cô ta sao anh đổ lỗi cho em? Chuyện chồng Mai Chi đi xin việc, ngay từ đầu cô đã biết rồi. Vậy mà lần trước hỏi tôi chuyện tuyển người, cô cứ về như không biết. Cô biến tôi thành con rối sao? Anh nói gì vậy? Tại sao anh cứ lôi mọi chuyện của cô ta vào chuyện của nhà mình vậy? Tại sao tất cả chuyện của cô ta mà anh đổ lỗi cho em là sao? Anh... Tuấn Dĩ! Bà xã, em buồn chuyện gì vậy? Buồn ra. Em giận anh chuyện gì vậy? Có gì thì em phải nói cho anh biết chứ. Em cứ im im như vậy hoài anh khó chịu lắm. Có phải em đi gặp người ta không được rồi về nói quạo với anh không? Bà xã, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Nếu gì anh mà em như vậy á, anh không cần đâu. Có thiệt là anh không cần không? Anh không cần. Em làm vậy cũng vô ích thôi à. Em cứ ở nhà lo cho con đi, mọi việc cứ để anh lo. Anh lo được hả? Thì hồi xưa cũng vậy mà. Bà xã, thà mình nghèo mà mình sống vui một chút. Chứ anh thấy em sống như bây giờ cứ quạo quạo câu có anh khó chịu quá. Anh muốn sống thì anh sống mình anh đi. Em nói gì vậy bà xã? Em nói gì vậy? Bộ chứ đó không phải hả? Cuộc sống như vậy anh cảm thấy hài lòng thì anh sống một mình anh đi. Còn em chán cuộc sống này lắm rồi. Sống gì đâu mà khốn khổ. Tôi ngột ngạt khó thở lắm anh biết không? Anh có nghe lộn không vậy? Em nói là dạ dột lấy anh, rồi bây giờ em nói sống ngột ngạt chán sống với anh là sao? Anh không xứng đáng là chồng của em hả? Anh lúc nào cũng suy nghĩ như vậy. Tại sao anh không chịu hiểu cho em? Anh cũng thấy mà, hàng ngày em đâu có cười nổi đâu Đại Phong. Anh không có biết được là em đau lòng như thế nào đâu. Bà xã à, anh xin lỗi. Đừng có giận anh nha. À, bà xã, bây giờ á em chỉ cách anh làm cho em vui đi. Em cười lên đi bà xã. À, em cười giống anh à ha. Anh á giỏi mấy cái trò đó thôi à, nào cũng như con nít. Ai nói anh con nít chứ? Anh cao 1m70 mấy, tốt nghiệp ở trường đại học loại giỏi, đã từng vào làm ở công ty lớn. Anh có bà xã giỏi giang xinh đẹp nhất, anh có cô con gái ngoan ngoãn cũng xinh đẹp nhất, anh là người hạnh phúc nhất. Sao em dám nói anh là con nít hả? Giận quá ha. Tha lỗi cho anh nha bà xã. Ngày 15, ngày 16 mày tới mày gặp bà Lý Trang, mày mặc cho tao một cái áo màu đỏ ha. Tới là mặc tội lên, năn nỉ nhờ bà giúp. Tao bảo đảm với mày, mày sẽ được bà giúp hết mình luôn. Hả? Trời ơi, sao còn chưa đi học nữa? Mẹ ơi, hôm nay ngày 15, cô giáo kêu đóng tiền học phí đó. Mẹ biết rồi, ra lẹ lên, ba đợi kìa. Dạ, thôi mẹ con đi học. Bye bye con. Chào anh. Chào anh. Hình như lịch phỏng vấn lần 2 là vào ngày 20 đúng không vậy? Đúng rồi anh. Cháu anh dạo này ra sao? Bởi vì nó muốn làm việc ở công ty cho nên nó năn nỉ mẹ nó mua một căn nhà ở gần đây để nó làm việc cho dễ đó mà. Có gì giúp đỡ cháu tôi nha. Cháu anh vừa tốt, nhà lại gần công ty, tôi có gì để giúp chứ. À, vậy còn người kia thì sao? Nhà ở đâu lần? Kia ở nhà nó ở xa lắm, ở tuốt chung cư quận 10 á. Thế nó đi làm bất tiện lắm. Chung cư quận 10 sao? Anh có chắc không? Chắc chứ, tại vì tôi đã xem hồ sơ của nó rồi mà. Còn năng lực sao? Năng lực thằng này làm sao bằng cháu tôi được. Nó bình thường lắm, tôi thấy nó bình thường lắm. Được rồi, cảm ơn anh. Mình nó cố tình chọn thằng ngô ngố để cháu mình nắm chắc phần thắng trong tay. Không hiểu cái tay giám đốc này làm gì mà quan tâm hắn dữ vậy ta. Chị sao vậy? Tự nhiên chị nhìn em. Có gì đâu. Tại vì tôi thấy cô mặc cái bộ đồ đỏ này đẹp quá. Bộ đỏ hợp với cô lắm đó. Dạ em cảm ơn chị. Chị biết sao không? Tại vì em thích màu đỏ. Sao trùng dữ vậy nè. Tôi đặc biệt là thích màu đỏ đó. Vậy hả chị? Chuyện của cô á với vợ giám đốc Vĩ sao rồi? Có tốt không? Em không giấu gì chị. Em đã cố gắng hết sức, nhưng mà hình như cô không thích em á chị. Vậy hả? Dạ. Chị nè, hay là chị thân với cổ hơn, chị nghĩ cách nào nói giúp em được không chị? Tôi đã nói rồi, không có phải lo lắng gì hết á. Tôi không nói với cô sao? Tôi là tin vào duyên phận lắm, mà tôi thấy cô rất là hợp với tôi, cho nên là cái chuyện mà tôi giúp chồng cô thì cũng là bình thường thôi. Dạ, bởi vậy em nói với chồng em hoài, hình như là ông trời muốn giúp em nên mới cho em gặp chị á. Đôi giày đó đẹp á chị. Ừ. Mà em thấy mấy kiểu giày cao cấp hình như là thiết kế cho chị hay sao? Chị mang đôi nào cũng hợp hết trơn, rất là đẹp. Tôi cũng thích lắm. Mua đi chị. Không được, cái cậu thầy bói đó nói á, trong tuần này là tôi không được mua sắm gì hết mới chết chứ. Đúng rồi đó chị, thầy bói nói sao mình phải nghe vậy, có kiêng có lành. Bởi vậy. Dạ. Đẹp quá. Ê, cô mua đi. Nè, hợp với bộ đồ cô đang mặc đó. Mua đi. Dạ hả chị? Thử đi. Đẹp mà, thử đi mau lên. Để em thử hả chị? Được không chị? Trời ơi, đi vô chân cô nó còn đẹp hơn nữa đó. Mua đi, đẹp đó. Dạ hả chị? Ừ. Dạ. Đẹp mà, mua đi. Thôi chị, ở nhà em có nhiều giày màu đỏ lắm, bây giờ lại mua thêm đôi màu đỏ, em sợ nó bị trùng. Trùng thôi cái gì mà trùng? Nhiều đô thì càng thích chứ sao. Thích thì cứ mua, không có gì hết á. Thôi để mua khác đi chị. Với lại hôm nay em không có hứng mua sắm. Có một đôi giày mà cũng mua không nổi nữa. Đúng là đồ hàng hiệu. 2,5 triệu. Tiền đó cũng đủ để nhà mình ăn một tháng. Sao vậy? Suy nghĩ cái gì phải không? Dạ, em đâu suy nghĩ gì đâu chị. Tôi nói cho cô nghe cái này. Ngồi xuống đây. Dạ. Chủ nhật này á là lễ mừng thọ của mẹ chồng tôi. Mà tôi á thì tính tự tay mình nấu tất cả các món ăn đãi mọi người. Tôi nghe nói là cô nấu ăn khéo lắm đúng không? Dạ, ở nhà em cũng không biết nữa. Mà ông xã em, ông khen em là đầu bếp số 1 á chị. Vậy hả? Dạ. Tôi có ý vậy nè. Dạ. Hay là cái bữa đó đó, cô tới nhà tôi đi, rồi phụ tôi nấu món ăn, được không? Vậy là chị mời em tới dự lễ mừng thọ của bác hả? Dạ, em cảm ơn chị. Để từ đây tới đó em suy nghĩ coi em sẽ kiếm món quà thật đặc biệt để tặng cho bác. Cô nói chuyện hay lắm nha. Đây đúng là dịp mai hiếm có cho chồng mình rồi. Nhưng mà giờ kiếm đâu ra tiền mua quà mừng thọ đây? Sao vậy? Cô nghĩ gì phải không? Chị, hay là cái bữa lễ mừng thọ của bác đó chị. Em đi chung với ông xã em nha. Được thôi. Dạ, em cảm ơn chị. Bữa đó chắc chắn em sẽ tới sớm để phụ chị một tay. Cảm ơn trước nha. Dạ. Thôi, đi trốn đi. Mấy bạn đó, núp đó. 5, 10, 15, 20 xong chưa? Chú, chào con núp sau lưng chú nha. Con tên gì vậy? Dạ, Sơ Ri ạ. Ủa, chắc ngày xưa mẹ con thích ăn trái Sơ Ri lắm hả? Dạ, mẹ cháu cũng nói vậy á. Bình thường. Bình thường thì làm được cái gì? Lỡ viết vô chữ mình không giống bị phát hiện ra, chắc cũng chết. Tập viết thử cho chắc. Giống chứ bộ. Trần Mai Chi không bình thường, rất nặng. Chú không phải là người ở đây phải không? Ủa? Sao con hỏi vậy? Tại ở đây không có ai bảnh như chú hết á. Bảnh hả? Mẹ con nói vậy á. Thấy ai mà mặc đồ sang trọng, mẹ cháu cũng đều nói là bảnh hết á. Chú tìm ai ở đây vậy? Không, chú không tìm ai hết. Chú tìm ai con chỉ cho. Không, chú đứng đây chơi thôi. Cô im lặng đi, bạn phát hiện bây giờ đó. Sơ ri. Chú có việc chú đi nghe con. Chú đi đâu vậy? À, bắt được bạn rồi. Sơ ri, vô bài rồi tắm rửa đi ngủ con. Tại ba đó, ba làm con bị sớm rồi. Gì tại ba? Chú, lần sau nhớ quay trở lại nha. Nè Sơ ri, con biết người ta là ai không vậy hả? Sao con dám nói chuyện với người lạ mặt hả? Chú đó nói chuyện với con đâu phải người lạ mặt đâu. Nhưng mà chú đó là ai? Con cũng không biết nữa. Lần sau con sẽ hỏi. Hay quá ha. Sao con biết người ta lần sau quay lại đây mà con hỏi? Con biết chứ. Chú đó đang tìm ai đây mà. Sao con biết? Con nghĩ vậy thôi. Nè, con nít không có được nhiều chuyện nghe chưa? Dạ. Đưa lên. Bà cõng lên nhà nha. Dạ. Tạm biệt các bạn đi. Bye. Bye bye. Ui da. Anh không biết hay giả bộ không biết vậy? Lái xe đụng người ta còn hỏi ai nữa hả? Thì tôi đang ở bệnh viện chứ ở đâu. Ui da. Ui. Cây nên vàng. À, ui da. Là cây nên xanh. Ui da. Ui. À, nhẹ nhẹ tay thôi bác sĩ ơi. Nhẹ nhẹ tay thôi tôi đau quá. Mẹ. Ui. Mẹ. Gì vậy? Hả? Mẹ. Mẹ. Đó là tiếng con gái của tôi. Nó vào bệnh viện thăm tôi. Mà nè, anh không cần quan tâm chuyện đó. Chuẩn bị tiền thuốc đi. Thôi khỏi đi. Anh tới đây làm gì? Miễn sao có người mang giấy... Ây da, ui da. Có người mang giấy chứng thương đến cho anh thôi. Vậy nha, tôi có bắt. Em à? Em gì nữa? Anh chỉ coi làm em xém bị lộ rồi đó. Sao em lại nói dối người ta vậy? Kể tôi. Cô tên gì vậy? Dạ, Sơ ri ạ. Sơ ri. Đáng lẽ mình phải nhận ra con bé khi nghe thấy tên chứ ta. Bước qua. 1, 2, 3. Tự tay anh làm hả? Ừ. Thích không? Mai Chi. Ừ. Mai Chi, anh yêu em. Nè, đừng ăn trái này, dơ, đây. Không. Không được ăn trái này, dơ. Trời ơi, phá hư hết của anh rồi nè. Đọc sách mà anh. Trời ơi, bữa nay em cũng bày đặt đọc sách này nữa hả? Em có muốn đọc đâu. Tại bà phó tổng thích loại sách này. Em phải đọc để biết đường nói chuyện với bà. Ủa, em vẫn còn quay lại với bà hả? Rồi sao? Ừ, đâu sao. Em cứ việc đi chơi mua sắm vui vẻ với bà. Sao cũng được. Trời, coi mặt tiếc tiền kìa. Tiếc đâu. Anh nghĩ sao em đủ tư cách mua sắm với anh Tài vậy? Anh biết bảo mua sắm đâu không? Sao không đủ tư cách? Vợ anh á, trẻ hơn nè, xinh đẹp hơn nè, duyên dáng hơn nè, thông minh hơn nè, quyến rũ hơn nè. Bả thua em xa lắc. Nhưng mà tiền người ta thì hơn em xa lắc. Có sao đâu. Bữa nay mình không có tiền thì mai mốt anh đi làm cũng có tiền. Mai mốt mà anh đi làm có tiền hả, em muốn mua sắm bao nhiêu cũng được hết. Giỏi quá ha, hùng hồn ha, mua sắm bao nhiêu cũng được hết. Chứ sao? Nói hoài 10 năm nay có thấy mua được gì cho em đâu. Đi shopping với người ta thấy có đôi giày màu đỏ đẹp mà không dám vô thử nữa kìa. Trời, có một đôi giày thôi mà em buồn vậy đó hả? Em nói đi, đôi giày đó bán đâu? Chi vậy? Tới đó mua cho em hả? Biết bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Trời, có 250 anh mua cho em hả? 5 đôi cũng được. Kìa, 250 chứ chung cư bán á. Ở đó là cửa hàng cao cấp, 2,5 triệu. 2,5 triệu lần sao? Xanh mặt rồi phải không? Nhưng mà ông xã đúng là tiền nào của nấy nhanh. Đôi giày 2,5 triệu nó khác xa đôi giày 250 à. Nhìn thôi là thấy là biết đồ cao cấp. Mà anh tưởng tượng đi, cái chân của em nó chuẩn á, hiểu không? Trời ơi, mang đôi giày vô ông xã ơi, tôi nói trời. Nhìn cái mặt của em kìa, thích đôi giày đó thấy ghê không? Trời ơi, thích sao không thích. Hồi đó trước khi lấy anh biết không, nhà em có nguyên một tủ giày mấy chục đôi. Từ hồi lấy anh tới giờ không thấy được đôi giày đẹp làm thuốc. Mà em yên tâm đi, mai mốt mà anh đi làm có tiền hả, anh mua cho em 10 đôi làm thuốc cũng được nữa. Trời, nói không thấy tội anh mang về cho em phiền phức không mà, có mang được cái gì đâu. Trời, em phải tự hào khi có một người chồng như anh chứ. Em phải tin tưởng ở anh chứ. Không tin nổi. 5 ngư ớt tỏi Lý Sơn mới với 100% tỏi Lý Sơn.